Các bạn thân mến, nếu các bạn có sẵn phòng vi tính với số lượng máy từ vài chục máy trở lên, thì đây chính là cơ hội để các bạn có thể tăng view trên kênh YouTube của mình, từ đó tăng kiếm tiền trên kênh của mình nha. Đầu tiên, các bạn cần phải có máy chủ được cài phần mềm NetUp và tất cả các máy con đang mở như thế này nha mọi người. Tất cả các máy con đang mở như thế này. Đó. Và sau đây là cách để mình điều khiển máy chủ bằng phần mềm NetUp để điều khiển các máy con, để các máy con có thể chạy các cái video của mình nha mọi người. Bắt đầu thôi. Cách làm tăng view như sau. Đầu tiên các bạn sử dụng phần mềm NetUp trên máy chủ như thế này. Mở lên. Sau đó các bạn vào một trái đất Internet. Các bạn sẽ lấy đường link trên kênh YouTube của mình. Ví dụ Thầy Trọng TV, mở YouTube sau đó gõ kênh của Thầy Trọng TV vào. Tiếp tục Thầy Trọng TV vào kênh của mình. Tiếp tục Thầy Trọng TV sẽ lấy một đường link nào, đường link nào mà Thầy Trọng TV muốn tăng view. Ví dụ đường link này. Rồi sau đó mình copy cái đường link ở trên thanh địa chỉ, mình copy, mình sao chép ha các bạn. Mình đem dán vào phần mềm NetUp tại vị trí dấu cộng này. Mình bấm vào, sau đó mình dán vô cái khu vực URL này. Mình dán vào, mình pass vào các bạn. Sau khi mình pass vào thì mình chọn OK các bạn ha. OK. Rồi, như vậy là cái đường link vừa rồi đã hiện ở đây. Mình xem lại đường link các bạn ha. Đây đường link có chữ BA cuối cùng nè. Chữ BA cuối cùng. Mình xem lại trên phần mềm NetUp. Cái nào có chữ BA là cái mà mình vừa copy. À, đây chính là đường link này. Sau đó mình chọn tính năng chuột phải lên đường link vừa copy, mình chọn cái dòng, chỗ này quan trọng nha các bạn, chọn cái dòng send to student, tức là gửi cho tất cả các học sinh. Tức là sau khi mình chọn dòng này mà mình click chuột vào nó thì tất cả các máy con trong phòng được kết nối vào sẽ mở cái đường link YouTube đó và nó sẽ chạy. Mình bấm nha các bạn, 1, 2, 3. Đó, ngay lập tức thì tất cả các máy con ở phía dưới là nó sẽ mở cái video mà mình vừa copy và nó chạy hàng loạt luôn các bạn ha. Mình sẽ quay cho các bạn xem ha. Thì tất nhiên video này mình đã mở tính năng quảng cáo rồi, cho nên nó sẽ xuất hiện quảng cáo trước. Đó. Sau khi chạy hết quảng cáo thì nó sẽ tự động chạy đến video mà mình đã quay các bạn ha. Đó. Tất cả các máy đều như vậy cả. Rồi mình để khoảng 1 phút 30 giây gì đó. Sau đó mình tiếp tục công việc với những cái video khác và cách làm tương tự nha mọi người. Ví dụ Thầy Trọng TV để khoảng 1 phút rồi, Thầy Trọng TV lại tiếp tục copy cái đường link khác nha mọi người. Thầy Trọng TV lại về máy chủ, Thầy Trọng TV lại kiếm một cái video nào đó của Thầy Trọng TV. Sau đó Thầy Trọng TV lại copy đường link. Đường link của Thầy Trọng TV ở video thứ hai này là có chữ KO nha các bạn. KO cuối cùng đó các bạn. Thầy Trọng TV sẽ sao chép nó và tiếp tục vào phần mềm NetUp. Thầy Trọng tiếp tục vào dấu cộng. Thầy Trọng tiếp tục dán vào đây. Rồi tiếp tục OK. Rồi cái nào có chữ KO các bạn. À đây rồi, đây có chữ KO các bạn. HKO. Đối chiếu lại cái hồi nãy có phải HKO không. Đây rồi HKO. HKO. Rồi quay lại HKO. Đây rồi, nó đây rồi. Như vậy những cái video hồi nãy ở đường link trước nó đã chạy được một thời gian cũng khá khá rồi các bạn, khoảng 1 phút rồi nãy giờ ha. Thì sau đó Thầy Trọng TV lại tiếp tục với công việc là chuột phải lên đường link mới video thứ hai. Sau đó Thầy Trọng TV lại chọn send to student. Thì sau khi Thầy Trọng TV bấm nè, Thầy Trọng TV cố tình để cả hai màn hình nè, màn hình bên đây các máy con và màn hình ở đây ha, bấm hai các bạn, 1, 2, 3 bấm đó. Thì ngay lúc này tất cả những máy con sẽ chạy video thứ hai các bạn. Video thứ hai có phải là video Thầy Trọng đang quay ở một cái áo màu cam không các bạn ha, áo màu cam đó. Đó chính là những cái thủ thuật dành cho người đã có phòng máy các bạn, và cách làm tương tự như vậy các bạn. Thầy Trọng TV lại chọn một cái video thứ ba bất kỳ, Thầy Trọng TV lại chọn send to student. Thì tất cả lúc này tất cả máy con đều chạy hết các bạn, và cách làm này là mỗi ngày quý vị làm khoảng 1 đến 2 lần thôi nha các bạn, 1 đến 2 lần. Và Thầy Trọng TV đã để ý rằng nếu ngày nào Thầy Trọng TV không làm cái này, không chạy cái này, thì Thầy Trọng TV chỉ được khoảng 1 phần tiền thôi. Nếu ngày nào Thầy Trọng TV có làm thì Thầy Trọng TV sẽ được tăng lên gấp 2, gấp 3 lần nha. Thầy Trọng TV lấy ví dụ, ngày nào Thầy Trọng TV không có làm cái này, Thầy Trọng TV chỉ được 100 ngàn thôi. Nếu ngày nào Thầy Trọng TV có làm cái này thì Thầy Trọng TV sẽ được tăng lên khoảng 200 đến 300 ngàn nha quý vị. Có nghĩa là tăng gấp 2, gấp 3 lần á. Các bạn nếu có phòng máy thì các bạn làm cách này các bạn.
Đây là cách mà một số công ty họ training và họ lấy tiền chia YouTube với chủ kênh đó các bạn. Thật ra họ cũng dùng các cái thủ thuật là cài các cái view trên một loạt hệ thống các máy con của họ thôi. Và cách này rất là hiệu quả nha các bạn. Không nhất thiết các máy con phải có tài khoản đăng nhập nha các bạn. Mình lưu ý nha, không nhất thiết các máy con phải có tài khoản đăng nhập, miễn là nó có chạy quảng cáo và video là được nha các bạn. Thầy Trần TV đã để ý rất là lâu rồi mới rút ra được một cái mẹo như thế này nha. Không phải ai cũng có máy sẵn như thế này, đặc biệt là các bạn chỉ có một mình các bạn và chỉ có một hai thiết bị ở nhà thì không làm được cái này nha các bạn. Chúc các bạn có phòng máy và vận hành được cái mẹo này để tăng kênh YouTube cho mình và cho người khác nha. Chúc các bạn thành công. Xin chào, hẹn gặp lại. Mình là Thầy Trọng TV.